Và thưa quý vị, với giải thưởng này, hãy chào đón Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên và nghệ sĩ Trường Giang. Anh Trường Giang và Thủy Tiên xin được phép gửi lời chào đến quý vị khán giả đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thực sự là Tiên đang rất là vinh hạnh khi được đứng cùng với anh Giang để trao giải một cái giải thưởng vô cùng quan trọng, đó là TikTok Creator of the Year. Thưa quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với chương trình của TikTok buổi tối ngày hôm nay. Thì hồi nãy giờ quý vị thấy là cái người rất mệt và làm rất nhiều việc trên sân khấu, đó chính là Trấn Thành. Cảm ơn Trấn Thành buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Giang. Thank you. Vâng, cho em xin phép 62 giây để anh nói chuyện với Thành một tí, một người đồng nghiệp rất là thân. Thì hồi nãy Thành có nói Trường Giang là low tech, mà đúng thiệt, Trường Giang là người không có biết nhiều về công nghệ. Thật ra tôi nói bạn vậy thôi chứ tôi cũng khá hơn là mấy đó. Nhưng tới ngày hôm nay cái tôi mua một cái tài khoản cho một cái gói premium tôi không biết được mua đó. Đó, cho nên là thưa quý vị, để cái tình trạng low tech đó nó dừng lại thì từ ngày mai em sẽ bắt đầu chơi TikTok. Wow. Thách thức các creator. Và không, thách thức Trấn Thành thôi. Ủa vậy hả? Là em sẽ làm một cái nội dung là em làm cái gì thì Thành phải đáp lại y chang vậy. Chết tôi. Ví dụ như Trường Giang nấu bún bò thì Thành phải nấu lại một món sợi và có nước như là phở hoặc là hủ tiếu. Trường Giang nấu cơm chiên trứng lóc xoáy thì Thành phải nấu lại là cơm chiên chiên châu, ví dụ vậy. Trời, được không ạ? Vậy? Được không? Đồng ý không? Điêu điêu. Chốt điêu. Làm ít thôi nha. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và nội dung đầu tiên là ngày mai cân ký cơ thể. Ồ, cân ký hả? Ngàn nhau. Không, tôi cao hơn. Tôi lỗ hơn. Nay nhiêu rồi? Thôi đừng nói nữa, kỳ lắm. Để mai là TikTok nói. Thưa quý vị, hãy theo dõi cái kênh của Trường Giang vào ngày mai và kênh của Trấn Thành để xem mà chúng tôi sẽ đấu với nhau những gì. Dĩ nhiên là đấu trong hòa bình. Và một lần nữa chúc quý vị một đêm thật là vui, thật là nhiều tiếng cười. Và bây giờ mời Hoa hậu International. Em cảm ơn anh Trường Giang. Và ngay bây giờ thì Tiên sẽ nói sơ qua về tiêu chí chấm giải, đó là dành cho nhà sáng tạo nội dung có đóng góp nội dung đa dạng, hữu ích và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên TikTok trong năm 2023. Và người thắng giải là một người mà vừa nãy ngay cả anh Trường Giang mà anh nói là ảnh low tech, nhưng mà khi mà nhắc đến tên anh này là anh cũng biết luôn. Xin chúc mừng Ngô Đức Duy với trên TikTok là Duy Thẩm. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with the... Của em thì có lẽ sẽ là cái giải thưởng cuối cùng trong đêm ngày hôm nay rồi. Thế nên là em nghĩ em sẽ nói dài một tí cho mọi người đỡ mệt. Thì em đang cầm trên tay là giải thưởng nhà sáng tạo của năm. Thì thật ra em thì em hay nhận những cái giải là nhà sáng trưa chiều tối rửa bát cho em thôi. Và ngày hôm nay đứng đây cầm một cái giải rất là nặng trên một sân khấu rất là lớn như thế này thì thực sự phải nói là rất là hạnh phúc, rất là tự hào và cũng rất là xúc động. Bởi vì thật ra thì trước khi đến đây là em đã biết kết quả rồi, vì giải của em là giải được các bạn khán giả bình chọn. Thế nên là cái lời cảm ơn đầu tiên thì em muốn gửi đến tất cả các bạn khán giả đã theo dõi, đã ủng hộ em và gia đình em, có cả vợ em nữa, suốt trong thời gian dài vừa qua. Đặc biệt là những bạn nào mà đi cùng em từ những cái ngày đầu tiên thì chắc chắn là đều biết cái hành trình này của em nó không hề đơn giản, không hề dễ dàng. Thì em muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tiếp theo nữa, đấy là em muốn xin phép các anh chị cho em vài giây để em muốn khoe cái giải thưởng này đến với vợ của em, người chắc chắn là vẫn đang xem livestream và chờ em bay về Hà Nội để ăn cơm tối. Anh đã cầm cái giải thưởng trên tay rồi, thế nên là em có thể ăn cơm sớm và về anh rửa bát sau. Mai mình sẽ về để khoe bố mẹ cái giải thưởng này. Và nhắc đến gia đình thì em cũng muốn chia sẻ cái giải thưởng này với những người đồng nghiệp, những người mà em luôn coi như người thân trong gia đình, mặc dù trên video thì không giống như thế lắm.
đó là các anh em của em ở S Channel. Và quan trọng hơn cả, để nói sau cùng, thì em muốn gửi lời cảm ơn đến TikTok. Bởi vì đối với những creator bọn em, cái việc mà được các bạn khán giả ủng hộ, theo dõi, nó đã là một cái sự vinh danh rất là lớn rồi. Ấy vậy mà mỗi năm bọn em lại được cùng nhau gặp gỡ các creator, cùng nhau đứng ở đây trong một sân khấu rất là hoành tráng như thế này. Thì cá nhân em là một creator, em thực sự rất là trân trọng điều này và em muốn gửi lời đặc biệt trân trọng cảm ơn đến TikTok Việt Nam. Và em định kết thúc cái phần chia sẻ của em bằng việc là em xin hứa sẽ tiếp tục cho ra thêm những cái nội dung chất lượng hơn nữa. Nhưng mà em nghĩ thế là hơi thừa, bởi vì không chỉ riêng em mà em nghĩ tất cả các creator đang ngồi đây, mọi người, chúng ta đều đang cố gắng và nỗ lực mỗi ngày đúng không ạ? Bởi vì tất cả chúng ta đều xứng đáng gì ạ? Có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều đúng không? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Duy đã chia sẻ một cái thông điệp rất là tích cực. Và thưa quý vị, tất cả những gì mà Duy muốn nói cũng rất là đúng với thông điệp của chương trình ngày hôm nay Big on a Small Screen. Hy vọng là TikTok sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một không gian sáng tạo không giới hạn, nhưng mà chúng ta sẽ mang đến những điều tích cực cho xã hội này. Và hy vọng là tất cả chúng ta cũng sẽ làm nên những điều nho nhỏ thôi, nhưng sẽ mang đến một giá trị to lớn và phi thường với xã hội và những nơi chúng ta sống, những con người mà chúng ta ở cùng. Và hãy nhớ một thông điệp, dừng lại để mình suy ngẫm xem là chúng ta đang làm gì và tạo ra những giá trị gì, chúng ta đang cần gì thật sự trong cuộc sống. Bất cứ mỗi một người, thật sự ra tất cả những gì mà mình làm cũng đóng góp một chút nho nhỏ giá trị của cái việc mình làm cho xã hội. Có một cái thông điệp mà rất là quen thuộc, hồi xưa mình đi học, hồi nhỏ cô dạy cái bài này ai cũng thuộc mà mình quên, đó là cái câu trái đất này là của chúng mình. Thưa quý vị, cái câu nói này á, với Trấn Thành hiện nay thì cái ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Mình nên luôn luôn nhớ là cái trái đất này là của chúng mình, của tất cả chúng ta. Như vậy thì tất cả chúng ta, mỗi một người ngồi ở đây đều có trách nhiệm để gìn giữ cái trái đất này của chúng mình. Bởi vì bất cứ những gì bạn làm đều là những gì đang được phát ra trên cái hành tinh này. Bởi vì cái hành tinh này là ngôi nhà chung, mà một ngôi nhà chung với rất nhiều người sinh sống cùng ở trong đó, thì chúng ta phải làm sao để cho ngôi nhà đó được sạch và đẹp nhất. Đó cũng là những ý nghĩa lớn nhất mà TikTok đang muốn hướng đến, để tạo ra một kênh nội dung an toàn, đáng tin cậy, để tất cả các nhà sáng tạo nội dung có thể sáng tạo những nội dung tích cực, văn minh trên nền tảng của chúng tôi, để kiến tạo ra một trái đất thật đẹp. Và như tất cả chúng ta cùng mong muốn sống trong một ngôi nhà chung thật đẹp, đó là hành tinh nhỏ bé này của chúng ta. Vâng thưa quý vị, và với một tiết mục rất đặc biệt được dàn dựng cực kỳ công phu trên sân khấu, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với vũ đoạn ABC Kids, vũ đoạn O và vũ đoạn Arabesque để cùng gặp gỡ hồi nãy là người miền núi chất thì bây giờ là em bé chất sệ sệ cùng với ca sĩ